tối 20 tháng 10, trong lúc tuần tra bảo đảm trật tự an ninh giao thông trên tỉnh lộ 941, khi đến khu vực ấn Tân Trung xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện Tri Tôn phát hiện nam chỉ dẫn xe máy băng kiểm soát 67 686, 83 chở nhi, nghi dấn dẫn chuyển ma túy. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên người nhi có hai bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng trọng lượng trên 155 gram nghi là ma túy đá cùng nhiều tăng chứng liên quan. Ngay trong đêm, công an huyện Tri tôn phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Nam và Di Thuơi trọ tại ấp Tàu ân xã Châu Lăng, huyện Tri tôn và nơi ở của Nam tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên. Qua khám xét, lực lượng công an nối tiếp thu giữ nhiều bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 104 gram nghi là ma túy đá, một cân tiểu đi và trên 160 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc ni lông trên là ma túy đá được Nam mua tại thành phố Hồ Chí Minh đem về An Giang bán lại kiếm lời. Trước đó, chiều 20 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bến Tre cầm quả tang Lê Thanh Hà 1971, đăng ký thường trú tại khu phố 1, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đang bán phi pháp chất ma túy cho một con nghiện tại ấp Phú Hào xã Phú Hương, thành phố Bến Tre. Đối tượng Hà cùng tang chứng quá trình điều tra, Hà đã thừa nhận hành vi bán phi pháp chất ma túy và cho biết toàn thể số ma túy trên Hà mua của một đối tượng chưa rõ rệt danh tính ở Hà Nội cách đây khoảng một tháng đem về cất giữ tại phòng ngủ. Số nghe rồi là Hà để sử dụng, số còn lại dành để bán kiếm lời. Tại thời điểm cầm quả tang, lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá mà Hà đã bán cho con nghiện. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, lực lượng công dụng thu giữ hơn 50 giờ ma túy loại methamphetamine và Heroin, một điện thoại di động, 60 triệu đồng tiền mặt và một số khí cụ dùng để sử dụng ma túy.